Hôm nay Nhung qua nhà của cô Sáu làm bánh bông lan chơi. Thì cô Sáu đang làm cái món bánh canh bột gạo sắt, nấu với lại tôm hoặc là tép gì cũng ngon hết. Thì mấy lần cô Sáu nấu bánh canh này á, cho mình ăn á, mình rất là thích. Cái cọng bánh canh mình ăn nó vừa mềm nè, nó vừa dai dẻo, ngon lắm, nó không có bị cứng ha. Thì đó là cái cách nhồi bột của cô Sáu như thế nào. Thì sẵn đây mình sẽ quay rồi chia sẻ đến cho cô chú anh chị cùng xem cho vui nha. Nếu mà ai biết rồi thì bỏ qua, còn ai chưa biết thì mình làm đi. Ăn nó ngon lắm á cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị cùng các bạn đã xem trên kênh của Nhung Cần Thơ nha. Hôm nay thì cũng lâu rồi mình không có làm món ăn trở lại. Hôm nay cô Sáu có làm cái món bánh canh mặn. Thì thường thường cô Sáu làm á, mình ăn mình thấy nó ngon lắm. Cho nên là mình chia sẻ đến cô chú anh chị cùng các bạn cái cách nhồi bột của cô Sáu để mình làm cái con bánh canh ăn sao mà cho nó mềm, nó ngon đó. Mình ăn chén là muốn ăn chén nữa à. Thì thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái nguyên liệu đến cô chú anh chị cùng xem nha. Bây giờ mình làm bánh nó cũng đơn giản, đi ra chợ mình mua cái bột gạo lọc nè, ở chợ bán sẵn cho nên nó rất là tiện. Hôm nay cô Sáu sẽ làm 1,5 kg bột, là có 3 bịch ha, bịch này là bịch nửa ký đó. Đây cô Sáu có là 1 kg lô tép nè, tép này cô Sáu mua đó, nó còn tươi sống luôn á, mua về xong mình cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh khoảng 1 tiếng á, mình lấy ra để cho nó dễ lột. Và 3 trái dừa khô, 3 trái dừa khô này mình sẽ nạo ra. Bây giờ chuyển sang mình sẽ phụ nạo dừa. À, có chị Hơi ở cái nhà qua làm chung với Sáu nè, sẽ lột tôm nha. Rồi Sáu thì làm gì, nhồi bột. Cái này là Sáu đổ nước gì vô đây rồi? Nước mình nấu mình pha ấm ấm vậy đó. Ấm ấm à? Ừ, ấm. Ấm ấm giống như là pha để mình uống được vậy đó. Mình đổ từ từ vô hả? Ừ, đổ từ từ vô. Đổ gì cho nó đổ tiếp nha. Đổ nem nhồi hai tay cho nó lấy sức đi. Cái bánh canh này thì ai cũng biết làm, nhưng mà tại Nhung thấy cái cách của cô Sáu lấy cái chùm bột rồi trộn lại á, thì khi mà mình ăn cái cọng bánh canh đó mình thấy nó mềm mà nó dai, nó không có bị gãy cái cọng bánh, mà nó cũng không có bị cứng nữa, ngon. Đó không sao? Ừ. Bây giờ cái bột của mình vậy là được chưa hả? Được rồi đó, giờ mình để cho nó im cho nó nở đi. Mà sao là mình biết nó được sao? Nè thì nó vừa nó mềm mềm mà nó không có bị nhão bột hả? Rồi mình mới lấy chùm rồi mới bỏ vô nhồi nữa. Là mình dù cái này là mình phải nhồi bằng cái nước ấm ấm vậy hả? Chứ mình nhồi nước lạnh là không được hay là nó không ngon? Thì nó ấm ấm nó mới dai. Cái đường lưng, sống lưng nó sống lưng xong rồi còn ở dưới nè. Tôm tươi ngon quá trời ha. Ở dưới đó cũng dơ hả? Cũng có ít người mà biết cái con tôm mà lấy hai cái đường nó lắm luôn á nha. Cái này cũng như thầy nè. Em thì em biết ở trên cái đường xương sống á. Mít ăn mà không lấy cho nó sạch, bị nặng bụng hả? Tôm tươi nè, mình đem về mà mình lột liền nó cũng khó lột nè, mình phải bỏ vô ngâm đá đúng không? Đúng rồi, bỏ vô ngâm đá. Mình muốn để tủ lạnh hồi vậy đó, khỏi bỏ ngâm nữa, mình để tủ lạnh hồi tới tủ lạnh hồi cũng dễ, khỏi ngâm. Trời, chứ tự nhiên mua con tôm sống mà đem về, trời ơi, lột chày chụa luôn, khó lột. Lột quá, nó mắc thịt dính á. Dính. Đó, ở dính cái đường cũng giống như trên xương sống nha. Nhỏ, chút cũng mắc thịt vậy. Con tôm á là nó có hai cái đường chỉ dơ, một là ở trên cái xương sống nó một đường, hai là ở dưới phần bụng của nó cũng có một đường nữa cô chú anh chị. Hồi đó giờ mà Nhung cũng không biết luôn nha, Nhung chỉ lấy một cái đường ở trên xương sống thôi. Hôm nay chị Thơ lấy á, mình mới biết nè, là nó có hai cái đường đó, mình lấy ra thì cái con tôm nó mới sạch ha. Nhiều khi nó ăn phải cái thức ăn vô trong cái đường đó đó, thì mình ăn vô nó cũng không có tốt. Bây giờ Sáu bắt nước sôi lên để lấy chùm bột nè. Một hao bột vậy đó là mình lấy khoảng bao nhiêu bột ở trong đó sao? Chén vậy đó. Đúng hả? Cái đậu lấy hết. Đây cũng là cái cách làm cho cái cọng bánh canh của mình ăn nó mềm dẻo nè. Chứ không thôi mình nhồi vậy mà mình để vô mình nấu luôn á, mình ăn cái cọng bánh canh nó bở nè. Rồi nó bị cứng nữa. Mình lấy chuyện cái con nó dai. Dạ.
không có hổm sáo cho một tô ăn ngon em ăn. Cho anh. Dạ. Ta ăn nó bụng. Ăn ngon. Ai làm sẵn. Em cũng thích ăn bánh canh mặn này lắm. Bỏ vô khoảng mấy phút sao? Cho nó chín cái lớp ngoài mặt nha thì thôi. Cho nó sôi bừng lên tầm khoảng rồi đó hả? Ừ, cho nó chín cái lớp mặt vậy thôi. Khoảng một phút à? Để cho nó sôi khoảng một phút là lấy ra. Này nhiều quá. Thêm cục nữa. Thấy không? Chín như lớp ngoài vậy. Cô Sáu lấy cái lượng bột là 1/4 của cái thau bột này đem đi lấy trùng luộc sơ qua. Xong thì cô Sáu tiếp tục nhồi cái phần bột ở trong thau đó với lại cái bột mà đã lấy trùng. Mình nhồi cho nó đều bột lại hết là được. Dài vậy đó. Vậy là dài đó hả? Cái bột mà mình xay á Sáu, rồi chắc mình cũng phải lấy trùng chứ mình không lấy trùng mình nấu bánh canh ăn con thấy nó cứng cứng mà nó dễ gãy nữa. Hồi xưa thì làm ông cũng biết dùng lấy trùng cái gì đó. Dạ. Đại nhậu dừa rồi nắm vô cái chai hay là gì đó rồi mình sắc ăn. Cái ăn nó sực không có được nguội cho nó cứng cái còn. Đúng rồi. Dài quá ha. Nó dài như bột nếp vậy chị. Mình để cho yên ra. Chào gì là cái dừa rồi tôm rồi làm cho sẵn ha. Cái này mình làm bánh ở nhà ăn á cô chú anh chị, cho nên là mình không có đeo bông tai nha. Nếu mà mình sợ dơ thì mình đeo bông tai vô ha. Cô thấy có nhiều người làm chuyên nghiệp á, người ta cũng không thích đeo bông tai nha, đeo vô người ta khó làm lắm. Ví dụ mà nhồi cái bột này mà đeo bông tai vô khó nhồi lắm. Ví dụ dạ. Sắc củ hành tím với góc hành lá để xào tôm. Cúc nhất hả? À? Hai cái chai. Con tép này nó to lắm cho nên là mình phải sắc cho nó nhuyễn ra, hoặc là mình bầm thì mình xào lên á, mình cho vào trong cái nồi bánh canh á, cái nước ở trong nồi bánh canh của mình nó mới ngọt, nó mới ngon. Rồi ở bên kia thì cô Sáu cũng đã vắt nước cốt sắp xong rồi. Cô Sáu lấy ra cho một tô nước cốt nhất, còn lại thì cô Sáu sẽ vắt nước cốt nhì. Mình vắt như thế nào để vừa cái lượng nước mà mình cho 1,5 kg bột của mình á, mình thích ăn lỏng thì mình sẽ vắt nhiều, còn mình thích ăn bánh canh mà nó có cái độ sánh đặc á thì mình vắt vừa đủ thôi. Tôm cũng đã bầm xong rồi, bây giờ bắt cái chảo lên trên bếp cho nó nóng nè, cho một lượng dầu vừa phải vô để mình cho củ hành tím với lại góc hành vô cho nó thơm, và mình xào cái tôm này nha. Cho mình cho hành vô cho nó thơm lên. Bóc mùi rồi đó. Nghe mùi là đói bụng. Bữa nay đáng lý là cô Sáu nấu ở trong bếp kìa, nhưng mà thấy mình qua cái mình quay phim luôn, cái cô Sáu bày ra trước nấu luôn. Ở trong bếp thì nó chật á, mình không có cái chỗ để mình quay. Ra đây ngồi làm cho vui. Mình xào cái nhân này mình xào bằng góc hành với lại hành tím nó thơm, thấy không? Mình không thích xào tỏi. À, cái này mình xào xong mình thả vô cái nước nó ngọt. Rồi cái này nó thơm quá rồi, bây giờ cho tôm vô. Mình cho tép vô chảo, mình xào cho nó vừa săng lên. Thì mình nêm một ít gia vị vô, một ít muối, một ít hạt nêm, một ít bột ngọt. Mình có ăn đường thì mình sẽ cho vô một ít đường, rồi tiêu nữa để cho nó thơm. Thì cái phần tôm hoặc tép này mình không có cần phải xào cho nó khô đâu,
mình sao cho nó săn lên vừa chín tới là được rồi. Như vậy thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt của thịt tôm hoặc là tép. Khi mình cho vào trong cái nồi bánh canh đó thì cái nước ở trong cái nồi bánh canh đó nó sẽ rất là ngọt và ngon. Nêm nếm gia vị xong hết rồi thì mình cho vào đây một ít nước mắm ngon nữa nè, để cho nó dậy mùi lên. Rồi cho một ít tiêu vô nữa là mình nhắc xuống nha. Tiếp theo thì cô Sáu sẽ bắt cái nồi nước cốt nhì đó lên trên cái bếp để cho nó sôi lên. Và chuẩn bị thêm một cái chảo nước kế bên nữa. Cái nước đó là cái nước lọc bình thường thôi, mình bắt lên cho nó sôi. Cái nồi nước cốt cũng đã bắt đầu sôi và cái chảo nước cũng đã sôi rồi. Thì chị Thơi sẽ nắn bột vô trong cái chai, mà cái chai đó là cái chai bằng sành ha cô chú anh chị ha. Sáu sẽ sắc cái bột này vô trong cái chảo nước bên đây. Rồi mình thì có nhiệm vụ là sẽ vớt cái cọng bánh canh mà Sáu nó sắc vô nè. Mình vớt lên để mình cho qua bên cái nồi nước cốt. Thì Sáu sắc vô, mình đảo qua đảo lại thì mình sẽ vớt lên liền, chứ mình không có để cho cái cọng bánh canh của mình nó chín nha. Mình trụng sơ ở bên cái chảo nước sôi như thế này là để giảm bớt cái độ lền của bánh canh đó. Mình cho qua bên cái nồi nước cốt thì nó không có bị lền bột nhiều. Cái nồi bên đây nó cũng bắt đầu sôi rồi, mình vớt cái con bánh canh này lên. Bỏ qua liền hả? Ừ. Bỏ qua nồi bên đây. Nó trong trong lại nhìn. Cũng mới vừa chín tới rồi chứ chưa có chín lắm. Vậy đó mình bỏ qua đây là nó sôi lên là nó chín. Thấy không, nó nở bột quá sao. Khi mà Sáu sắc cái bột vô trong cái chảo nước đang sôi như thế này nè, Sáu vừa sắc xong thì mình đảo qua đảo lại là mình vớt lên liền, mình cho qua bên cái nồi nước cốt liền luôn. Như vậy thì cái bột của mình nó chưa có chín đâu nha, nó cũng còn sống ở bên trong, mình qua đây mình nấu một hồi nữa nó mới chín. Ở trong cái nồi nước cốt này lúc nãy mình có cho vô đây một muỗng cà phê muối, nãy mình quên quay. Để khi mà mình vớt cái cọng bánh canh từ cái nồi luộc qua bên đây mình nấu cho nó chín á, thì khi nó chín á, cái cọng bánh canh mình ăn nó có cái độ dai ngon hơn. Thì khi mà mình cho bánh canh vào trong cái nồi nước cốt đó thì mình nấu cho nó sôi một hồi để cho nó trong cái cọng bánh canh lại, để cho nó thật là chín đó. Thì lúc đó mình sẽ nêm nếm gia vị. Gia vị thì mình nếm theo khẩu vị của từng nhà từng người nha cô chú anh chị nha. Ví dụ như mình thích ăn mặn, ngọt, lạc gì đó thì mình tự nêm nếm theo cái khẩu vị của mình nha. Thì mình thấy cô Sáu cũng nêm bình thường, giống như là đường, muối, bột ngọt, hạt nêm nè. Nêm nếm cho nó vừa ăn xong thì cô Sáu sẽ cho cái phần tôm tép lúc nãy mà mình đã xào rồi đó. Mình cho vô sao vậy nè, để nó không có bị chín quá cái phần tôm tép đó, mình ăn nó sẽ mất cái vị ngọt á. Thì khi mà mình nêm cái nồi bánh canh này, mình nêm hơi cứng cứng một chút xíu. Để xong rồi mình còn cho vô cái tô nước cốt nhất lúc nãy mà mình đã vắt trước đó. Cho vô nữa là nó sẽ vừa ăn nó sẽ ngon. Còn không thì mình nêm nó lạc quá, mình cho vô là nó lạc lắm luôn, ăn không ngon ha. Nêm nếm gia vị đầy đủ xong rồi thì cô Sáu có cho vô thêm một muỗng ăn canh nước mắm ngon nữa nè. Để cho cái món bánh canh này nó dậy cái mùi thơm lên, làm cho mình cảm thấy muốn ăn và hấp dẫn hơn nè. Xong này cho cái phần hành lá sắc nhuyễn vô. Quậy đều lên xong thì sẽ cho luôn cái nước cốt nhất lúc nãy mà mình đã bắt một tô ở ngoài nè. Để vô rồi quậy đều lên rồi tắt lửa là đã xong cái món bánh canh mặn luôn rồi đó cô chú anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ múc món bánh canh của cô Sáu rồi ra, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Nó cũng còn nóng, cái này mà khi mà nó nguội xuống là nó sọt lại đó sao. Đó luôn mà. Còn bánh trong ngon, dẻo ngon quá. Nó có lẫn lộn cái thịt tôm ở trong đây nè. Múc bánh canh gato xong rồi thì mình cho thêm một ít tiêu xay lên nữa. Cái món bánh canh mặn này ăn cùng với lại tiêu xay thì thơm ngon lắm. Xin mời cô chú anh chị cùng các bạn thưởng thức món bánh canh tôm nha. Bánh canh bột gạo. Sắp. Rồi. Mời cả nhà ăn nha, bánh canh này ngon lắm đó. Rồi xin mời cả nhà. Béo dữ luôn đó. Bột nó dẻo ngon ha. Mềm dẻo, dai dai. Thì một chút chia sẻ về cái món bánh canh của cô Sáu nấu. Thì mình chia sẻ cái cách để làm cái bột gạo mà mình mua ở chợ về đó, mình làm ra cái con bánh canh ăn vừa dai mà vừa mềm ngon. Tới đây cũng xin tạm dừng, cảm ơn cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.